Trong khi mình ngâm nước trước cả nhà, mình ngâm chừng 2 tiếng nữa cả nhà, để cho nó ra cho bớt cái nước hôi, rằng mấy chừng nào cái cho cái nếp này nó tan cho hết là được cả nhà. Bánh này nữa mình ăn ngay dưới nước cốt rồi cả nhà. Không có biết còn làm có được, khó lắm. Nước cốt dừa đó nha. Dạ con xin kính chào quý ông bà cô bác. Chúc quý ông bà cô bác thật nhiều sức khỏe. Hôm nay bà nội con làm bánh bột bán nhân khoai lang tím. Mời quý ông bà cô bác cùng theo dõi. Đi bên này em. Chuẩn bị xong xuôi hết rồi, chỉ còn công đoạn chia sẻ thôi. Chào cả nhà nha. Hôm nay mình làm bánh mà bột bán nhân khoai lang tím rồi cả nhà. Thì ở đây thì có 600g mà khoai lang. Còn đây thì 200g bột mì bánh nữa cả nhà. Rồi ở đây thì miếng bột nếp nữa mình xào nhân cái mình trộn vô cả nhà. Còn đây là 200g nước cốt. Còn nguyên liệu nó thì lá này nữa mình lót cái bánh rồi cả nhà. Cho nó đừng có dính luôn mà. Chứ đừng ấy đó. Giờ bắt tay vô làm cả nhà. Trong khi mình ngâm nước trước cả nhà, mình ngâm chừng 2 tiếng nữa cả nhà, để cho nó ra cho bớt cái nước hôi nè, bị nó hơi có hơi. Rồi mình ngâm rồi cái nữa mình bắt lên bếp ở nhà mình nấu cho nó nở bột bánh này ra. Giờ cái mình dứ bột mì phảnh này vô cả nhà, mình trộn cho nó khô rồi mình nó chắc giò như viên chè đó cả nhà. Nó cũng dễ làm. Để cho chút xíu cho đừng. Dầu ăn thì phải để cho cái bầu. Đừng dính nè. Để bên đi, đi Quỳnh. Ôi, thấy cái con gì kìa. Nó bóp múc dừa bỏ vô. Đây nước cốt dừa cả nhà. Cái này mình sên với nước cốt dừa nè. Nếu có dừa trộn với mỡ. Trộn với nhưng này nè. Trên mà cho nó dẻo nhưng cho nó ngon á, nó cũng vừa đó. Khoai lang tím nó lại. Đường rồi mình đang muối để vô đây rồi. Thơm quá. Nhìn quá khoai lang quá. Cái lang tím này ngon lắm, dẻo mẹo à. Cái này hồi sáng mình nấu sẵn rồi cả nhà ơi. Nấu vô nghiền ở gội trơn nè. Nhắm trên cho nó sệt lại cho nó. Nó béo cái gì nhưng mà sao vừa. Đừng cát mình để gội trơn muối gội trơn rồi. Cái này nhìn giống như kem trộn sữa này. Kem trộn sữa. Cái lần tiếp mình nhận ngon quá. Hấp mày ôm mau có kỳ cái mau chín nó sức dịu. Thôi chừng nào nó khô cái giò nhân. Bột bán. Chết rồi. Thấy nhiều nhiều lá nghe. Ngon quá. Nhưng mình đã sệt rồi nè cả nhà. Con mắt có chứ không? Có sức hồi nãy đó. Để vô hai muỗng bột nếp đó nhà ơi. Cho nó cứ hơi dẻo dẻo nè. Thank you.
lấy chừng nào cái cho cái nếp này nó tan cho hết rồi được đó nha. Sao anh không lấy cái này nội? Thôi được rồi, xuống muỗng muỗng nè, dễ cào. Ok, mình dùng chảy giống dính lại. Ủa sao con thấy cái này còn dính kìa? Cầm bên kia cái này. Nhưng mình đã xong rồi là dẻo rồi nha cả nhà. Giờ tới mình ấy bột bán nha, ăn giò nhân giò đi cái tới. Dừa trong này nè, ngon nè. Này. Ui qua đây rồi. Bên cho nó nguội. Rửa cho cái nào cái hả? Tới đổ bán vô sẵn nóng cả nhà. Chảo này nhỏ quá. Xịn sệt đi nè. Được rồi đó. Chị em cái nhà bị gì bột bát này đâu có biết độ lượng bao nhiêu thì mình làm thêm xếp nước gì đi mà đang mình chột bụng bị phảnh vô. Chứ cái này nó đâu có can nước độ lượng nhiêu đâu. Chứ xin xếp gì mình nấu vừa bị mình ngâm trước nè, ngâm 2 tiếng rồi đó. Ngâm này 2 tiếng rồi đó. Dạ, tới con rửa tay nhân. Đi. Rửa tay con rửa tay rồi nãy. Đi con hai con làm tiếp. Được chừng nào cái bột này nó nở cả nhà cái mình để bột mì phảnh vô, mình phấy cho nó đều cả nhà. Phấy cho đều bắt đầu cái cho nó để nguội cho mình dò mới được. Xong chưa cô hai? Chưa cô hai, cho nó nguội chút. Lấy cô mấy cái, dạ. Cô hai mấy cái như Quỳnh. Cô hai đứng củi. Vừa không? Cho nhỏ không? Ừ, vừa nhắc lắm này. Nè cô hai ơi. Rồi giống như bự bự nữa nha. Dạ. Bánh này nữa mình ăn dưới nước cốt rồi cả nhà. Cốt thì bữa hổm thì mình cũng có chia sẻ rồi, cái nhà ơi thì thắng thì cũng như vậy thôi, như ăn bánh bò vậy đó chứ không có gì khác nữa. Đâu bà lớn nè, nhỏ nhỏ lên chút, bớt lại. Bớt lại. Này hơi khô rồi, chở vô chút xíu nước đây đi. Có tha vào đây không nội? Nó không chín thôi, khỏi tha. Nếp thì ăn nó ngán, bánh này ăn không ngán, không dễ ăn lắm. Mấy cháu mà của tôi bánh bột bán này dữ lắm, cái đâu có làm cho nó ăn bánh này bánh kia bột bán thì cái nọ đó chứ bánh. Từ nay nhà làm cái bộ bánh bột bán này là con ghiền. Gì hả? Nó ngon. Đây đây, nở rồi đó, nở nở bột rồi đó. Sụp rạc.
Đó. Bột xong thì cả nhà mình giờ trộn cái bột bán vô, cái bột mì phảnh vô cả nhà. Cái này là cái mì phảnh nè. Mì phảnh là người ta cũng cơm, mì phảnh là ta cũng gọi là cái bột năng đó, là nó cũng thứ một đó cả nhà. Ừ, mình quen miệng bột mì phảnh không mà, cái này là ta kêu mì năng, bột năng gì đó. Ở tôi đây tôi kêu bột mì phảnh. Ừ. Trộn gì nè nữa, cái để cho nó nguội cái dẻo mình mới dò được. Cái năng bột năng với bột mì phảnh nó cũng thứ một à. Tại mình đây mình kêu vậy đó. Tí này vô nó trong. Bé Út đó. Thì nó Út không chịu. Lành núp núp đó à. Như tiên. Bây giờ chờ nguội mình vô nhân, vô duyên. Đi. Nói gì nè cả nhà, nó mình để mì phảnh vô nó trong cái cục bột gì nè được rồi cả nhà, nó trong vậy đó. Vậy được rồi đó. Cái con đoạn mình mà nắng bánh nè cả nhà. Vì mà còn nóng quá. Thấy miếng dầu cho đừng dính. Bự à. Làm đường này nhỉ? Ừ, tha đi thôi cho nó đừng nổi để lên. Còn nóng quá. Nóng quá khó là. Bắt nó gì cả nhà. Tém cho nó gọn lại đừng cho nó. Sức da. Mình vô vậy nè. Mình có chuẩn bị lá sẵn nè nha. Mình để lên cho nó. Còn hơi nóng. Mình làm bột gì nè cả nhà, mình nắng mình muốn kiểu gì cũng được chân á. Dễ để mình làm trong máy nó dính lào thào lên thịt nó dính tùm lum hết trơn á, mình muốn tạo kiểu gì mình cũng được hết trơn. Mình sắp gì con thay bề này nè chứ Tiên, thay bề xanh xanh này nè. Ủa con lỡ thay bề trắng luôn rồi. Ừ. Rồi hiểu. Đừng bự quá nè. Ngon hen, bột bán này ngon hen. Mình mang có hai đứa cháu nội nó phụ cả nhà ơi, nó phụ dữ lắm. Giò cái dâm cho nó đều nữa. Ta biết không có lên gì chứ. Thôi đừng lấy nữa, thôi đi, lấy vậy. Như Quỳnh mày bước qua này sắp rồi đều cho bà nội Như Quỳnh. Dính vô Như Tiên. Dạ, dạ, dạ. Bự quá, bệnh nhỏ quá. Rồi cho nó nắng lại. Thôi. Không có biết còn làm có được. Khó lắm. Không. Tôi đang nó cốt. Con nắng này có hai dạng nha hả?
Mấy dạ tao đâu có coi nó đâu. Mấy cái nó bóc nó đừng có lưng sừng rồi thôi. Mình ấy cho nó hiếp cái gì rồi cả nhà. Rồi mình lăn cục bột cho nó bóng lại. Bếp lửa xong chưa? Để bánh vô hấp coi như Quỳnh. Dạ xong rồi nội. Rồi nước bắn tim á nha. Bắn tim rồi. Ừ, cho nó sâu đi. Bắn tim rồi. Bắn đi coi. Dạ. Bắn để chổng đi. Vậy giờ dán nó như. Để đâu? Để thiếu hoài đi nữa bóc vô con. Đó là cái này hả? Ồ, tao bụng không ai ăn cho nổi. À, cái con miếng này. Lượng lắm. Bánh mì gần gần xong rồi nghe cả nhà. Gì? Như mình để đi vô đi học đi như mình để mình nội ra làm cho. Dạ. Rửa tờ ấy hoàng đi con. Mang bao tay. Học online buổi chiều được cả nhà. Mang bao tay hỏi đi. Dạ. Còn nhỏ này thì bật buổi sáng rồi. Bánh mình đã chín rồi nha cả nhà. Wow. Thơm mẻ hơn bánh thơm. Thơm. Cái này thơm mùi bánh bột bánh. Chắc cái đi nội. Con gấp nha, con gấp giùm nội được không nội? Cái này ngủ thế nội. Bánh ngon quá cả nhà ơi. Cuộc bán lạnh nhưng thôi mà tiếp nè. Đây là mẹ của bà nội con. Gấp không được đâu, dính được. Con gấp thử đi. Ui gấp được này nãy. À, gấp được mày cái đâu đâu mày nè. Thấy cái miếng lá. Ủa gì hả? Ừ, cái gì nó dính, đó gì đó. Để lá nó không dính. Thôi để lá nha. Không có cái gì hết nữa cả. Cái mẻ thứ hai cả nhà. Đây mình làm hai mẻ. Ủa mình không làm mẻ thứ ba này. Còn còn nữa mẻ thứ ba. Còn có hai mẻ à. Đây, đây. Cho con để với. Để xuống. Dính lum như tiêu. Không có dính đâu nội. Đúng mẻ luôn.
Ủa cái gì là đủ hả này? Ừ, đủ mẹ luôn. Khỏi bưng cái bát một coi. Được chưa? Được rồi. Nó nở cũng nhắc được bánh luôn rồi. Rồi nhắc ra. Ồ. Đừng cái này lấy gì đã rồi. Dính luôn. Em bánh thứ hai mình xong rồi nghe cả nhà. Tại mình chắc nó đặt. Tại mình chắc nó hơi nhiều nè. Để cho nó nguội mà lấy ra. Nó còn hơi nóng ở nhà khó lấy. Wow, nó dễ bể lắm hả nội? Dễ bể. Nó nguội chút đi. Bóc rồi nè. Ai dè cũng thấy nó bị nứt nè. Dễ ăn. Mới mốt mà nấu bún riêu cả nhà cũng dùng với mình nha. Bún riêu tương nữa. Bún riêu mặn. Bún riêu cua. Ở đây là tương nhiều. Mụ mời chị bá bà chị bứ. Ngon nè đó. Như tiên đừng bá như tiên. Có chuyện đi. Có chuyện cô hai nghe đi. Trong nhà con nhỏ này nó tiêu lầm lắm. Ừ, quá ngon rồi. Gửi cho. Ừ, gửi đi. À. Gì vậy? Hả? Gửi đi. Gọi ngày thứ ngày thơ. Rồi cái có cái thằng kia nó ba nó kêu quá đi mua thuốc kêu trả cho nó. Ừ. Nó lấy tiền xong rồi cái đi nó đi ăn gà chiêu cay. Vậy hả? Xong mới nó có hút bằng cái gì nè, bán châu đúng rồi, bán châu. Nó gói vô còn cái ống hút. Ống hút vô thôi, ống thấy ngon quá cái ống cho tiền nó đi mua tiếp. Cái một ngày á nó đi ăn xong rồi cái đi về không thấy cái châu đâu nữa. Thôi cái gì tào lao quá đi. Ừ, cái chuyện tào lao không à? Cái chuyện lầm gì mà không biết chuyện lầm là gì chứ. Còn con bò phi mà. Mình chắc qua đây cái nhà cùng xem cái nhà đó mình xẻ cái bánh như thế nào cái nhà. Bánh nhưng mình chăm là khoai lang tím. Dai ngon cái nhà ơi. Mời cả nhà về thưởng thức thức bánh với mình nè cả nhà. Bánh mình đã chín rồi. Nước cốt dừa. Ừ. Ăn kèm nước cốt dừa. Ăn kèm với nước cốt dừa cả nhà. Nhà ơi. Nãy xem mình quên máy đậu cả nhà. Ăn đậu cái để vô. Cái mình quên nè. Thôi ăn nước cốt dừa không đi. Mấy đứa này nó không có chịu ăn đậu cả nhà ơi. Chị Tiên. Dạ. Để mình đậu sách cho con ăn. Một cái. Đây đậu trang cho. Con mời bà nội ăn. Con mời cô hai ăn. Dạ. Múc ăn đi.
cái mà nào xẻ nãy nó cho ăn, muốn ăn đi. Cái muỗng siêu to khổng lồ. Thì cô Hai cho ăn bánh nè. Dạ con mời quý ông bà cô bác cùng ăn chung với con. Quên ông bà cô bác. Mời cả nhà ăn bánh với mình nè cả nhà ơi. Bánh quá dài nè. Ôi, ghẻm đứt. Cô Hai lấy ra ăn bánh nè, nãy giờ bà. Ngon đó là béo. Nhưng bên trong nó còn ngon á. Vậy hả? Dạ. Ngọt nha. Dạ. Bánh này cũng đơn giản dễ làm cả nhà ơi. Ăn nước cốt vậy nè. Ở trong mình làm nhưng phải lan tiếp nữa nha. Nó ngon với nhân đậu xanh nữa. Ngon như tiên. Ngon không? Ngon hả? Kêu Hai lấy muỗng cho ăn nè. Ăn bánh nè. Cô Hai cho lấy muỗng ăn nè cô Hai. Ngon cái nhà ơi. Tuổi gì nữa sống với 100 tuổi. Sống 100 tuổi thôi mới chết. Còn miếng nước cốt nữa. Ăn nước cốt dữ lắm. Đợi xíu mà. Căn nữa là gì? Có đâu. Nước cốt còn ngon hơn bánh nữa. Cái ca vợ giá vô lấy nhỏ đi. Đi khăn. Nếu bà thích video này thì hãy để cho con một like, một đăng ký và một chia sẻ để ủng hộ con có tiền gánh mới. Chúc quý ông bà cô bác họ giờ sức khỏe. Giờ thì bye bye. Bye cả nhà. Bye bye.